À, vâng, em lại gửi lời chào, lời chúc sức khỏe các bác anh em đam mê đi bắt ong rừng. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác tất cả những cái mẫu quần áo bắt ong rừng phiên bản mới cũng như phiên bản cũ của năm 2022. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch bên em. Bên em cơ sở bán hàng online chuyên nghiệp nên ship hàng 63 tỉnh thành trên toàn quốc anh em nhé. Đấy, thì em sẽ giới thiệu chi tiết để các bác nào mới chơi đi bắt ong rừng, ong bò vẽ, ong mật, ong khoái thì đều sử dụng được hết các bác nhé. Đấy, các bác có thể tham khảo xem hết cái video này, em sẽ giới thiệu và báo giá công khai cho các bác những cái mẫu quần áo bắt ong rừng từ loại rẻ tiền trước thôi nhá. Thì đầu tiên sẽ giới thiệu cho các bác hai cái mẫu quần áo này là bên em sẽ thanh lý cho các bác cái phiên bản năm ngoái, các bác nhá, vẫn còn tồn vài bộ đấy, là giá là em thông báo luôn là 250.000 đồng là một cái bộ quần áo như này anh em nhá. Đấy, quần rời, áo rời các bác nhá, áo rời đấy, mẫu này là bằng vải bạt ô tô. Đấy, anh em có thể size to bé mặc được hết anh em nhá, có đủ size. Đấy, nó các bác về đóng thùng lại rất là an toàn. Bộ này thì anh em có thể bắt ong khoái, ong mật đều được. Đây, cái mũ ở cái chỗ để các bác nhìn ra. Đấy, các bác về thiết kế thêm. Đấy, cái bộ này đằng sau có bộ ô thoáng nhìn nhá. Đấy, 250 thôi nhá. Đấy, 250. Tiếp tục giới thiệu bác là cái mẫu thứ hai là có quần áo liền găng tay. Quần thì nó diền liền ủng anh em nhá. Đấy, ủng cấy, dạng ủng cấy. Mẫu này thì bên em thông báo các bác là 400.000. Đấy, 400.000. Đấy, em giới thiệu nhanh các bác nhá. Tiếp tục giới thiệu cái phiên bản mới nhất của năm 2022 này. Bộ này thì ô thoáng của nó to, rộng anh em nhá. Tấm lưới Meka rất là rộng và dưới này là bên em là may là hạng lưới inox. Đằng sau ô thoáng anh em nhá cũng bằng lưới inox. Hai bên ô thoáng ở bên tai anh em có thể độ quạt được cũng bằng inox hết. Mẫu này liền găng tay, liền ủng anh em nhá. Đấy, bộ này là bên em đang bán là hơn 500 anh em nhá. Đấy, hơn 500. Để biết thêm chi tiết các bác điện trực tiếp. Tiếp tục giới thiệu cái bộ vải bắt ong vải kaki anh em nhé, vải kaki rất là dày. Đấy, mẫu này thì là tất cả tấm lưới BK đây và inox hai bên tai, anh em có thể phiên bản mới anh em nhé, mới 2022. Hai mẫu này là mẫu mới này. Đấy, mẫu này là vải kaki, vải mẫu này là vải bạt ô tô. Mẫu này là hơn 900 anh em nhé. Đấy, hơn 900. Các bác điện trực tiếp anh em nhé, giá và hợp lý. Tiếp tục giới thiệu bác là cái bộ vải da màu đen. Mẫu này là có hai quạt gió anh em nhé, một cái quạt gió trên đỉnh đầu và một quạt gió sau lưng các bác nhá. Đấy, quạt gió sau lưng này em vừa tháo ra về vì khi vận chuyển thì các bác em phải tháo ra vì sợ nó bị trục trặc, bị vỡ quạt nên em làm cẩn thận. Này, liền với găng tay anh em nhé, liền găng tay. Và đi cho các bác là một cái khẩu trang chống độc, một đôi găng tay sơi khô anh em nhé, và một cái kính anh em nhé. Đấy, một cái kính này. Đấy, một kính này để chống ong đái anh em nhé. Đấy, liền với ủng liền găng tay. Bộ này thì có đủ size anh em nhé, từ size nhỏ cho đến size to. Giá là hơn 1 triệu đồng anh em nhé. Đấy, tiếp tục cái bộ dàn di, bộ quần áo dàn di anh em nhé. Đấy, bộ này thì cũng đầy đủ hết cho các bác. Đựng trong một túi này. Đấy, mũ, khẩu trang chống độc, găng tay xoay cua, kính đều đầy đủ hết. Các bác nhé, bộ này thì rất là dày, nặng hơn 4 cân, bộ bằng vải da. Bộ này thì bên em cũng bán 1 triệu đồng anh em nhé. Tiếp tục giới thiệu bác là cái bộ vải bò hàng cao cấp, vải bò liền khối nhưng mà đấy, bộ vải bò mẫu này là vải bố vải bò anh em nhé. Bộ này thì nó có hai phiên bản, một mẫu là phiên bản bằng ủng này anh em nhé. Đấy, một mẫu là phiên bản ủng vải. Đấy, một mẫu là phiên bản ủng đen. Đấy, ủng đen, các bác lấy mẫu nào thì alo trực tiếp bên em thì em sẽ báo giá công khai cho nha. Mẫu này thì nó có phiên bản mới là ba ô thoáng ở trên này anh em nhé, tấm BK rất là to, tấm lưới rất là chắc chắn, đằng sau có một ô thoáng rất là to anh em nhé. Đây, tấm lưới thoáng rất là to. Đấy, mẫu này thì anh em hai bên này bên tai anh em nhé, tất cả là ba ô thoáng anh em có thể độ quạt được. Đấy, thì bên em cung cấp cả mẫu độ quạt cho anh em, các bác nào mà đang có nhu cầu tham khảo hoặc là kết bạn qua Zalo, bên em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác tham khảo, hoặc là độ quạt ở đâu thì cứ điện trực tiếp bên em sẽ độ quạt cho các bác theo ý muốn anh em nhé. Một cái video rất là ngắn thôi, giới thiệu sơ qua về tất cả những cái mẫu bộ quần áo bắt ong rừng từ hàng rẻ tiền cho đến hàng cao cấp. Em xin kết thúc video ở đây. Xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem được video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cũng biết với nhá. Xin chào tạm biệt các bác.